xem đi, rất là đợt này lại đều có những story, có rất nhiều những story, không hiểu không quý các bạn đây là sao, nhưng mà tôi anh đã thấy được cái cô bé. Cảm ơn sao anh biết rồi, đây có phải là cái cô bé đầu tiên mình hay nhất mà nghe đúng không ạ? Không đúng đâu, tại vì anh làm giám khảo từ khi trước rồi. Chúng ta thì anh thấy tiết mục này của Linh Lan rất là hay, một cô bé cũng là người hát và là người nhảy được, và tuy nhiên anh thấy